Xin chào mọi người. Hiện tại là để chuẩn bị cho mùa vụ mới ấy, thì bên mình đã đầy đủ hết các mẫu máy gặt nhé. Con này là 1.4 Pro cải tiến này. Mình sẽ có một clip giới thiệu riêng về cái máy này sau. Cải tiến rất là nhiều cái, rất là hợp lý. Thao tác này thì nó rất là ít nhé. Chỉ có thao tác này là để đẩy tiến đi thôi. Còn quay guồng thì nó vào đây phát là quay guồng. Còn đây là cái cần chuyển hướng này. Đấy, còn cái này là nhanh chậm thôi. Thao tác rất là ít, không như cái dòng cũ kia. Và máy nhìn nó rất là dày dặn, chắc chắn. Và từ cái tấm sàn lót này, nó bằng inox này, hợp kim chống rỉ này. Đó, hàm gặt hạ được thấp nhá. Đấy, còn rất là nhiều cái cải tiến. Đấy, và máy 1.2 new và cải tiến bên mình. Cái 1.2 new mình sẽ có một clip riêng về nó. Bởi vì sao bên mình bán giá nó hơi cao hơn so với những cái bên khác, là nó có lý do đấy mọi người nhá. Thì không về mọi người cái thấy rẻ mà mua vào thì về lại phải thanh lý đi đấy. Mọi người lưu ý. Đó, và đấy là 1.2 Max. Còn đây là 1.2 new. Đây là máy 1.2 new này. Con 1.2 new này là 143 triệu, bao cước vận chuyển, hỗ trợ một thang và một can dầu nhớt nhá. Đó. Còn con 1.2 Max kia là 125 triệu vận chuyển 250 cây. Bao vận chuyển 250 cây, một can dầu nhớt và một cái thang. Con này cũng thế. 1.2 Pro là 136 triệu. Bao cước vận chuyển 250 cây, hỗ trợ một thang và một can nhớt. Và con này bản xích của nó là một dài 1m7 nhá. Con cũ của nó là 1m4. Đó. Thì các dòng máy này thì mình có rất nhiều clip mình đi test máy và thử máy cho bà con rồi. Nên là bên mình thực tế rất là nhiều, nên là mọi người cần hỗ trợ hay là như nào đó thì cứ liên hệ bên mình, tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật nhé. Đó. Thì, máy thì giá bên mình giá công khai bán toàn quốc rồi, nên là mọi người cần thắc mắc hay là như nào đó thì cứ liên hệ bên mình. Hàng mẫu cải tiến hết, đều là những cái mẫu cải tiến hết, không phải mẫu cũ nhá. Đấy, như con này hàm 1m2 này, bản xích của nó dài 1m7 này, thì cái bản tiết diện của nó sẽ lớn hơn, hàm gặt hạ được thấp hơn. Đó, rất là ưu việt. Còn con 1.5 Max thì mình đang để bên kho bên nhà. Đó. Theo máy thì có túi đồ này, ô này. Đấy. Đầy đủ máy. Và con này nó cải tiến là cái da lúa của nó là ở bên phải, nên là khi mình đóng bao rồi làm nó rất là tiện. Nó ra ở cái bên rơm luôn đấy, này, bên da rơm luôn này. Đó. Rất là ok. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456, cho vào tin qua. Đó. Bình dầu này có 12 lít này. Số điện thoại là 0971 588 456 nhé. Ở trong kia là máy tách hạt ngô cả vỏ kìa.